57 cho đến 58 nghìn đồng mỗi kg. Đây là cái mức giá được một số tờ báo đưa lên tiêu đề về giá thịt lợn tăng cao kỷ lục trong những ngày qua. Tuy nhiên trên thực tế thì giá lợn hơi hiện tại đang ở ngưỡng từ 51 cho đến 52 nghìn một kg tại các tỉnh phía Nam và từ 50 cho đến 51 nghìn đồng một kg tại các tỉnh ở phía Bắc. Cụ thể là con số từ 57 cho đến 58 nghìn đồng mỗi kg chỉ là con số cá biệt mà thôi. Tại một số ít những điểm giết mổ nhỏ lẻ và tại các chợ nơi như là chợ quê, đây không phải là mức giá phổ biến trên thị trường hiện nay. Và xung quanh xu hướng tăng giá thịt lợn hơi trong thời gian qua, nguồn cung thực tế như thế nào? Ngay trong sáng ngày hôm nay, phóng viên Bản tin Tài chính Kinh doanh đã có cuộc trao đổi cùng với đại diện Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Có cái điều rất hay nữa là so với quý 2 năm 2017 thì tổng đàn lợn của chúng ta đã có cái sản lượng vượt như thế 0,4%. Có nghĩa là tổng cung chúng ta không thiếu. Và giá lợn đang phổ biến hiện nay ở các địa phương đang nằm xung quanh cái trục như thế là 50 đến 52. Tháng 6 so với tháng 5 giá lợn hơi tăng 8,2%. Thì nó ảnh hưởng đến CPI là 0,34. Thế nhưng mà giữa tháng 7 so với tháng 6 chỉ tăng 2% thôi. Mà bây giờ giữa tháng 8 so với tháng 7 không tăng nữa. Thì rõ ràng là không sẽ ảnh hưởng đến CPI. Từ tháng 4 khi giá lợn phục hồi thì người chăn nuôi họ đầu tư là tăng năng suất của lợn thịt này, tăng năng suất của lợn sinh sản này. Thì tôi cho rằng tháng 9 bắt đầu có tác dụng tích cực. Tháng 10, tháng 11 chúng ta có những nguồn cung nó sẽ tốt hơn.